Mà nè, nếu mà anh yêu thương Hà thì làm ơn cố gắng bảo vệ Hà trước những lời nói khó nghe của mẹ anh đi. Còn nếu mà anh cảm thấy cái tình cảm nó không phát triển được thì dừng lại đi, đừng làm Hà tổn thương thêm nữa. Em nói vậy thôi anh hiểu sao hiểu. Sao vậy? Sao lại ngồi đây khóc vậy? Thôi đừng có khóc nữa, là ăn cơm đi. Mày nói thiệt với tao nghe đi. Nhìn tao có giống một đứa con gái dễ dàng mà đi quyến rũ dụ dỗ người khác không nghe? Trời đất ơi, mày đi hỏi tao cái câu dớ dẫn vậy được hả? Làm sao mà mày giống lại con gái đó được chứ? Cái người nào mà nói cái câu đó với một cái đứa ngốc như mày là cái mắt để đằng sau gáy rồi. Ơi bây giờ dù mày có khóc cạn hết nước mắt á, dù mày hành hạ bản thân bỏ ăn bỏ uống đi chăng nữa thì bà ta cũng đâu có thay đổi quyết định đâu. Tự nhiên hành hạ bản thân mình dữ vậy. Nhưng mà tình cảm tôi dành cho anh Quang là tình cảm thật lòng mà. Tao đâu có đi mà rù quến quyến rũ gì anh đâu. Tao biết là như vậy, và mày hoàn toàn xứng đáng có được tình cảm đó. Nè, 5 năm nay một thân một mình mày bươn chải nuôi Ken, mày có đòi hỏi cái gia đình đó một đồng nào đâu, mà bà ta lại dám tới tận đây mát xác mày như vậy. Thiệt tao tức, tao tức kinh khủng luôn á. Càng tức tao càng thương mày. Thôi không khóc nữa, không có việc gì phải khóc hết. Nếu mà cảm thấy mệt mỏi khó khăn quá thì dẹp, không yêu đương gì nữa hết á. Một mình mày trước giờ vẫn sống tốt mà. Dẹp hết đi. Không có khóc nữa. Mày không có khóc nữa. Nhìn mày khóc vậy tao xót lắm. Ông Hoàng cũng tới rồi kìa. Thôi mày nói là tao đi ngủ rồi, mày kêu anh đi về đi nha. Tao biết rồi. Hà đâu rồi vậy anh? Hà với Ken ngủ rồi, anh đi về đi. Vậy anh vào trong gặp hai mẹ con cái rồi anh về. Em nói rồi mà, Hà ôm con ngủ rồi. Ngày hôm nay hai người đó cần được bình yên, anh về đi. Mà nè, nếu mà anh yêu thương Hà thì làm ơn cố gắng bảo vệ Hà trước những lời nói khó nghe của mẹ anh đi. Còn nếu mà anh cảm thấy cái tình cảm nó không phát triển được thì dừng lại đi, đừng làm Hà tổn thương thêm nữa. Em nói vậy thôi anh hiểu sao hiểu. Ngồi ăn cơm. Ủa, mọi người đâu hết rồi? Sáng giờ con không có thấy ai về ăn cơm hết đó mẹ. Có khi nào vì chuyện hồi sáng mà ba với Quang giận mẹ luôn không? Con thấy là cũng có thể lắm đó mẹ. Con nghĩ là mẹ cứ ngoài mặt quá rõ ràng với cô Hàng vậy á, cũng không có lợi gì đâu mẹ ơi. Bởi vì cổ quá được lòng ba với Quang mà. Nhưng mà mẹ không thể nào nhẫn nhịn được. Làm sao mẹ có thể để cho cô ta bước chân vô cái nhà này được chứ? Mẹ, nếu như mà mẹ không có nhẫn nhịn, chẳng lẽ mẹ muốn nhà mình nấu cơm không lành canh không ngọt, lúc nào cũng ăn cơm ba người như vậy sao mẹ? Em đừng có nói mẹ như vậy. Mẹ có lý do của mẹ mà. Biết đâu á, ngày mai mẹ tỉnh táo, mẹ sẽ nghĩ ra được cách xử lý ổn thỏa cho tất cả mọi người thì sao? Thôi hai vợ chồng có ăn cơm đi, để mẹ gọi điện thử coi sao. Thank you.
không dám tắt máy hả? Khóa máy luôn rồi. Còn thằng Quang, trời ơi, mẹ đã làm cái gì sai? Mẹ đã làm cái gì ác chứ? Tại sao bây giờ mẹ phải khổ như vậy nè? Tại sao thằng Quang nó lại trở nên như vậy? Nó không nghe điện thoại của mẹ. Mẹ bình tĩnh lại đi mẹ. Mẹ ngồi xuống đi. Chứ bây giờ mẹ cứ nóng giận bực bội như vậy á, thì Quang với ba con cũng đâu có về liền được đâu. Trong cái chuyện này Quang nó không có lỗi đâu mẹ. Lỗi là lỗi của Hà nè. Cổ cáo già quá mà mẹ. Mẹ thấy không? Cổ làm cho thằng Quang yêu cổ mê mệt đi, rồi bây giờ thằng Quang nó mù quáng là chuyện bình thường thôi. Công nhận ghê thiệt chứ. Anh, sao anh nói gì kỳ vậy? Em nghĩ á, thằng Quang nhà em nó cũng không có khù khờ tới mức như vậy. Với lại cô Hà đó, cô cũng không có đến nỗi là một cái con người như vậy đâu. Cô không lấy tiền của mẹ, chứng tỏ là cô không vì tiền đánh đổi tình yêu. Đó là điều mình phải công nhận chứ. Trời ơi, em ơi là em, sao mà em ngây thơ dữ vậy? Bây giờ anh hỏi em nè, cái chuyện cổ không nhận tiền của mẹ so với cái chuyện cổ trở thành vợ giám đốc một tập đoàn lớn, cái nào lợi hơn? Cổ bước chân vô nhà mình nha, là giống như một bước lên mây rồi đó. Cả gia đình dòng họ của cổ được nhờ luôn. Trời ơi, cái này là đang thẳng tép băng tôm đó em ơi. Còn chưa kể sau này. Dạ, con xin lỗi mẹ. Tại con bức xúc quá trong cái chuyện này. Tội nghiệp em Quang.